Dragon Ball. Trái đất thật là tươi đẹp, chúng ta phải chiếm trái đất để làm căn cứ. Hỡi các chiến binh, chúng ta phải chiếm trái đất làm căn cứ. Chúng ta phải quyết lấy bằng được. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Thời sự Thế giới. Hiện nay quân đội sao Hỏa đã tấn công vào trái đất. Chúng có hỏa lực rất mạnh và đang dần phá hủy hành tinh tươi đẹp của chúng ta. Quân đội của các nước trên thế giới đã tham gia chiến đấu. Tuy nhiên, toàn bộ đã thất bại rất thảm hại. Chúng ta chỉ có biết chờ đợi vào sức mạnh của các siêu nhân đến từ Việt Nam mà thôi. Chuyện gì? Gọi cho ta, các siêu anh hùng đến đây cho ta. Yes sir. Okay. Báo cáo, chỉ huy, chúng tôi đã có mặt, xin sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này của các cậu là rất khó, vì đội quân sao Hỏa này rất mạnh, các cậu phải hết sức cố gắng. Sir, yes sir. Chuẩn bị xuất phát. Ok, tao đồng ý. Siêu nhân biến anh! Bạn! Vì, cho phép tôi biến anh tôi là không có thể bay lên vũ trụ. Được, tao đồng ý. Biến anh! Lắp ạ. Nani! What?
lửa xuất hiện. Báo, cậu ở lại trong căn cứ, tớ với Ken sẽ bay lên trung tâm của địch nhé. Chuẩn bị xuất phát. Hồ biến. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành đặt bom ở trung tâm vũ trụ. Có gì tớ rồi, cậu đánh giám mà. Sao thế? Đã xong pin rồi, rút thôi. Xong việc rồi, về trái đất thôi. Báo cáo chỉ huy, nhiệm vụ đã hoàn thành. Tốt lắm. Very good. What the fuck? Bọn trái đất quá mạnh, chúng ta thua rồi. Rút quân thôi. Thua rồi. Báo cáo chỉ huy, chúng tôi đã đuổi được bọn xâm lược trái đất về sao Hỏa và trái đất được yên bình. Được rồi, thưởng cho cả nhóm một chầu bim bim. Bản tin thế giới xin kính chào quý vị. Như vậy là các siêu anh hùng đã đánh đuổi được bọn xâm lược sao Hỏa biến khỏi trái đất. Trái đất đã trở lại cuộc sống yên bình. Cảm ơn các siêu anh hùng đã cho khán giả Phương TV những phút giây đầy hài hước. Các bạn còn chờ gì mà không ấn like, share và nhấn đăng ký để theo dõi các tập tiếp theo của Phú Hưng TV nhé.